nhìn đô vải tóc lóc này mới được. Hải đăng nè trời, vô duyên. Tẩy trang nha, tẩy trang là to, bắt tay miêu to thiệt mà, to hình miêu up lên mạng là phải photoshop ba tay hết á, chứ ảnh gốc, chứ ảnh gốc là cái tay to hơn thì nó không có đô như trước nữa. Hồi trước cái đoạn mà tập tạ căng là đô lắm, đô thiệt cục cục luôn á. Sau này bỏ tập tạ rồi thì nó đỡ hơn nhưng mà vẫn hơi to, thì cũng tùy. Ví dụ mặc áo mà che cái bắp tay thì không sao, nhưng mà mặc áo dây hay gì thì cũng phải photoshop. Sao không giữ bí mật cho mình vậy chị? Thì đôi thì ai mà chả muốn mình đẹp trong mắt người khác, Miu cũng đâu có ngoại lệ đâu. Nhưng mà Miu nghĩ vậy nè, không có giấu được cái gì hoài đâu, cho nên thay vì mình giấu thì thôi mình cho người ta biết cái khuyết điểm của mình luôn đi, để người ta không có nhắm vào đó để tấn công mình nữa. Kiểu ví dụ mà mình cứ giấu cái chuyện kiểu như tâm lý con người mà, khi mà mình càng giấu cái gì thì càng khiến người khác tò mò và muốn tìm ra nó, đúng không? Thí dụ giờ Miu cứ giấu giấu cái chuyện mình bắp tay to đi, hay là giấu cái chuyện mình đùi to đi, rồi cứ photoshop mà cứ im lặng trong im lặng vậy thôi, cái lỡ một ngày nào đó mấy bạn bắt gặp Miu ở ngoài, mấy bạn nói trời ơi má ơi mới gặp ở ngoài nè, ghê muốn chết, sợ ma muốn chết, thì lúc đó mới là quê chứ. Còn bây giờ mình nói cho mọi người biết cái nhược điểm cơ thể của mình là gì luôn rồi thì mọi người biết rồi, một khi họ biết rồi thì họ đâu có trêu chọc hay tấn công gì nữa đâu. Chị ơi làm sao để hết overthinking? Chị mà biết là chị em là cuộc đời chị nó khỏe rồi em, chị không có phải nghĩ nhiều mỗi tối nữa rồi.